đầu video á, Tư Săn Bắt á, cũng gửi lời yêu thương và lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác á, anh chị và các bạn gần xa luôn nha. Thì ngày hôm nay á, Tư Săn Bắt không có đi mà bảy lương nữa cô chú anh chị ơi. Hôm nay quay trở lại á, cùng với mấy anh em á, đi lấy mật ong gừng nha cô chú anh chị. Thì hồi sáng giờ mấy anh em cũng xuống gừng cũng khá là lâu rồi cô chú anh chị ơi, không có quay từ cái phút đầu mà để bước xuống cái bìa gừng á, là không có quay cho cô chú anh chị xem, cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Thì hồi nãy tới giờ đi kiếm á, thì cũng rất là nhiều ổ nha cô chú anh chị, thì mới đầu ngay không có được có ổ nào, ổ ghim hết trơn á cô chú anh chị đó. Đi cũng khá lâu rồi, giờ này mới phát hiện được một cái ổ ghim đó, rồi mấy anh em cũng vòng vòng khu ở đây nè. Rồi, bây giờ thì để quay trở lại cho gặp anh em, rồi đi lại cho cô chú anh chị xem cái tổ ong luôn nha. Mấy anh em đang đây. Đó, con mẹ. Chờ chọn người nha. Trải nghiệm Săn Bắt bằng Nguyễn nha cô chú anh chị. Lâu quá rồi không anh em không có đi mà hốt ong. Đó, bị gì cấp gài ở trên á thuộc các tỉnh miền Tây mình á cô chú anh chị, là nó đã khô mặt hết nha, không đi lấy. Còn bây giờ anh em á là đi ở cái khu gừng nha cô chú anh chị. Ở gừng bằng. Đó, đây là thành viên mới đây. Chào luôn cái đây. Đi kìa, sừng long đầu hết trơn luôn. Đây, đây khuôn mặt này cũng quá quen thuộc rồi. Luôn. Đó. Gác nữa được á. Đây, đây là em Út nha cô chú anh chị. Nó cũng mới phát hiện được ổ mới luôn á cô chú anh chị, rồi bắt đầu nó kêu anh em lại đây tụ tập lại đây. Nói chung là gom lại đây á. Gom đây đang quay cho cô bác anh chị xem. Rồi vui. Đó. Rồi bây giờ thì để đi lại chở chở qua cái tổ ong cho cô chú anh chị xem nha. Tổ ong đóng chỗ đứng thì cũng khá là đẹp, nhìn thấy nó cũng khá là phì. Đó. Đi là lậu về không đâu cô chú anh chị, quần áo còn giống gì đâu, lậu tới đầu gối không á. Tổ ong đóng rồi đâu. Tổ ong nói chung thì nó không có khủng nha cô chú anh chị, nó cũng vừa gôi gôi thôi. Nó đóng ở trên cái cây bằng, một cây bằng khá là nhỏ. Cây bằng này, cây bằng bị đài nè. Đó cô chú anh chị thấy không? Đó. Sát với cùng với cây mắm luôn. Đó. Thì đóng dài lên đó, đó. Để qua bên đây quay cái tổ ong cho cô chú anh chị xem. Tối mặt trời. Đi săn bắt này cực lắm cô chú anh chị ơi. Tổ ong rồi luôn chị, ở đây chắc bị chói quá, chói rồi cô chú anh chị. Nó cô chú anh chị thấy cái tổ ong không? Nó hơi bị chói, hơi bị lạ nha cô chú anh chị. Bởi vì chắc này mặt trời chiếu giữa thẳng đứng luôn rồi, đó. Nó ong á cô chú anh chị, khất rất là phì nha. Rồi bây giờ thì để quay trở lại và lên bắt nha cô chú anh chị. Lên lấy mặt chứ không có bắt gì hết trơn. Lên trèo lên lấy mặt. Này, cái bằng nè. Nó xíu à. Nó lùng lơ ghê lắm. Cũng gắng lên ăn hốt ăn lấy mặt chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Lâu quá rồi cũng không có mà lên một cái video đi lấy mặt ong gừng của chú anh chị. Rồi, lại trang bị đồ nghề lên cô chú anh chị. Quá trời ngồi luôn nè. Kìa. Áo đen, áo xanh, áo đôi thì bú xua chứ. Rồi, cô chú anh chị ơi, bắt đầu lên nha. Lên coi mặt nó nhiều không? Mình mấy. Đốt một cái. Đốt lấy khói á cô chú anh chị. Ái da, trời ơi, mũi cắn. Lên được rồi. Cây nó cũng hơi nhỏ, nó hơi khó trèo. Trơn lắm của chú anh chị ơi. Trơn lắm. Ây à. Rồi. Nhỏ tới. À.
cá chưa không, cá chưa đủ nữa. Lên đóng cái chám dôi được coi. Bằng nhỏ lắm nghe cô chú anh chị. Còn cái tay ổ rồi. Ổn của chú anh chị. Sao lòng thòng quá trời ta. Đây nè cô chú anh chị. Quá cỡ rồi. Đó. Vị trắng này. Đây. Bên đây nè. Ổ còn sắp trắng rồi. Ổ còn sắp trắng. Ừ. Ôi ổ mà sắp trắng rồi. Vậy mới còn zin đó cô chú anh chị. Ôi. Sắp trắng rồi mà không biết cục mặt sao đây nữa nè. Nửa lít mặt trở lại của chú anh chị. Nửa lít mặt trở lại. Cục mặt nè. Quá trời. Đó. Bù quá trời bù à. Mặt nhỏ nửa lít trở lại. Ra. Nửa chú anh chị. Đó. Để đi vậy cũng được rồi. Sáp hơi trắng nha cô chú anh chị. Nó đẻ lõm con về không có đường nào đi nha. Đó. Bây giờ để lấy mặt của chú anh chị ơi. Cắn binh. Lòng thòng lắm thảm. Vậy mà nó cũng muốn chám dôi luôn chứ. Lọc qua có thắng nghe mới được. Quá trời thắng. Nửa lít mặt. Ừ.
lọc ra cái nữa để cho đẹp cái dưới cái lạnh lạnh bu mấy cam mà nửa lít à. Nè bạn cắm đi, cắm mấy cam xuống cái là hết à, bu mấy cam nè. Đưa cục mặt cái chia sẻ cái nữa thôi, tay của chú anh chị nửa lít, nửa lít tài xiềng nha, mặt nó hơi vàng chanh nha của chú anh chị. Mặt nó không được đỏ, bởi vì mặt này là cái nguồn mặt bằng nó hơi nhiều nha chú anh chị. Cái chú anh chị có xài sử dụng đó, thì alo cho Tư Săn Bắt nha. Và số điện thoại qua số điện thoại 0379144026 nha của chú anh chị. Giá vẫn bán như vậy nha của chú anh chị ơi. Đó. À, của chú anh chị có xài thì ủng hộ cho Tư Săn Bắt nha. Rồi, đây. Nè. Rồi bây giờ để anh em đi tiếp nữa nha của chú anh chị. Nếu mà có thì quay tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Còn không có thì up lên một ổ này cho cô chú anh chị xem nha. Nếu mà có nữa quay tiếp cho cô chú anh chị xem. Đây cô chú anh chị ơi, thì mình đi săn ong á, mình gặp được cái tổ trứng con gì nè cô chú anh chị, mình không biết luôn. Đó, con gì ta? Không lẽ ổ con chích? Con chích hả, con quất hả, con gì ta? Bị bẹp thì nó không có đẻ cái này ơi. Nè, 5 quả cô chú anh chị. Chắc có lẽ là nó đang ấp, mình đi tới mình gặp này cô chú anh chị. Trứng nó còn nóng không? Rồi nóng hổi luôn cô chú anh chị ơi. Đó nè ha. 5 trứng. Không biết trứng con gì mình cũng không biết nha cô chú anh chị. Mình bị gì nó cũng đang ấp nè. Rồi ở đây anh em thì chắc có lẽ là ít đi. Đó. Rồi con chim này nó quay trở lại đây nó đẻ khu này nè cô chú anh chị. Rồi mình đi săn ong á, mình vô đây mình gặp. Đó. Thấy không? Mình gặp một ổ 5 trứng là có lẽ mình đi tới là nó chạy đi nè cô chú anh chị. Vì mình gờ cái trứng á, cái ổ trứng này nè là nó còn ấm ha. Rồi bây giờ mình cũng không có, mình không có lấy nha cô chú anh chị, mình không có hốt nha, không hốt ổ để lại cho nó ấp đi, để cho nó sinh sản ra đi. Mình chỉ đi kiếm ong thôi, lỡ mình gặp vậy thôi mình bỏ đi
không lấy nha, thì thật lòng chứ không trứng nào chú anh chị. Thì nếu mà mình so ra mình tính 5 cái trứng này ha, là nó gom lại nó bằng một trứng vịt thôi ha, một trứng vịt của mình thôi, một trứng vịt hãng hay vịt cò hay vịt sim gì đó của chú anh chị. 5 trứng này thì gom lại bằng một trứng đó thôi. Đó, thôi bây giờ mình không có hốt, mình để lại cho nó nở ra đi, nó sinh sản. Rồi bây giờ để mình đi tiếp tục nha cô chú anh chị, đi săn tiếp nữa, đi kiếm tổ ong tiếp nữa cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị ơi, đến đây cũng phát hiện được một ổ nha cô chú anh chị. Mà cái ổ này á, thì anh em đã cắt gọn dao rồi, hôm nay cũng phì lại dữ lắm đó. Rồi mấy anh em kia đi lạc nó tiêu chân luôn rồi, còn mình ở đây à. À, ổ kìa, nó cô chú thấy không đó. Thấy nó cũng phì phì á cô chú anh chị, mà anh em ra làm hết dao rồi. Rồi mình lên mình móc lại coi, thấy nó cũng phì phì ngon này. Cũng hên xui của chú anh chị ơi, để cắt cũng hên xui chứ không biết mập có nhiều hay là không này. Nó cũng khá là phì đó, mình đút đút rồi luôn này. Không kiếm đường treo lên kiểu cái này đi. Không lồ luôn cô chú anh chị, quá trời luôn, ổ nó khủng long luôn nè. Anh chị thấy không, dữ lắm, nó lớn, cỡ nó bự ghê mình chưa. Đó, hết biết rồi, lớn lắm nha. Cái nó phì nữa, hồi để anh bừng lên coi có mặt không, thấy nó phì đó cô chú anh chị, phì là phì ngon rồi đó. Anh em đi mất tiêu hết trơn rồi, không mình chám dâu luôn, quá đã của chú anh chị ơi, quá ngon rồi. Nên hai bên không thôi cũng ngon, ổ này kiếm tầm 3 xị phải gan chú anh chị, quá trời ổ nó lớn. Ở trong này cục nữa, bắt mấy sâu cái mới được, dưỡng cái ổ lại. Ủa, cái ổ lớn khủng khiếp, cái ổ hết biết luôn, ổ là bự. Nó treo cái đuốc lên đây cho cô chú anh chị xem cái cục mặt nha, quá ok là cục mặt luôn, chám voi cô chú anh chị nè. Đó, ổ rồi nè, cũng lông cái ổ rồi. Anh em nào cắt dao rồi nè. Ui chưa, chưa có chú anh chị ơi, kèo cũ, kèo cũ nha, chưa nào gớ, hên quá. Ổ này ghim luôn, trời ơi nè. Đó, vậy là còn ghim luôn, hên quá, sót được ổ này, đến nỗi người ta chám dôi luôn. Ủa nó đã quá, quá hấp dẫn. Chị mời cô chú anh chị
có bàn tay nè. Rồi, cái này ba sĩ phé ghe đó, ngon chưa, quá đã. Ôi mặt tới chân luôn, thách thắng luôn của chú anh chị, mặt tới đây luôn nè, tới dưới này luôn nè, gỗ gỗ nó lớn cũng kiếp ổ lớn nè chú anh chị, cũng lòng ổ cái này kêu cũng lòng luôn á. Cục mặt nè, chám dôi rồi nó ăn nghe cô chú anh chị, mau ra nó ăn rồi mới vô lại nè, có bông á đó, quá đã chưa đó, quá hấp dẫn, ổ nó lớn rồi kìa, kéo lúc dưới chân mình dưới luôn á cô chú anh chị nè, lúc dưới cái bàn chân mình ngoe ngoe dưới đó, tới dưới luôn. Đang cục mặt nhỏ nè cô chú anh chị, mình không cắt cục đó nha, để lại lại quá đã. Rồi cô chú anh chị để lấy mặt nha, lấy mặt đi, cái dòng do hồi nó bu mình á, nó cho mình vài cái mũi vaccine vô cái đau lắm. Rồi mặt tới đầu đó, mặt tới dưới này luôn nè, chân thấn luôn nha. Rồi mặt nó chảy nè cô chú anh chị thấy không, mặt nó hơi lỏng thôi đó. Đó. Sữa tàn cho ngon coi, nó à nó sữa tàn vậy được chưa cô chú anh chị. Anh em đồng nghiệp mặt cả lít luôn á chứ quá đã. Con làm cành đào rồi để lấy mặt thôi, bỏ mình đi luôn rồi, mình lạc ở giữa trong trong đường bằng rồi luôn rồi, hết chiếc đường ga luôn rồi, hồ cái nước mà điện thổi á. Con làm còn im luôn, tính đo anh em cắt rồi cái khiết khiết đó chú anh chị. Ôi nửa lít là có chút gì ơi, bị khô quá, nhẹ quá nhẹ, nửa lít ba sĩ tầm là chắc có lẽ là ba sĩ nè, mật nè, ngon lành. Để xây trở lại cái đi cho cô chú anh chị xem cái nữa đây nó nè cô chú anh chị ơi, mặt nó cũng vàng chanh nha, cũng đẹp. Rồi để xuống quá ok, quá đã. Rồi được mấy ông ghim này cũng mừng lắm nha cô chú anh chị. Tại anh em thì đi bắt hốt khá là nhiều, còn sót lại những cái ổ này là mừng dữ lắm, mừng ổ lớn rồi nè, tới thằng cây luôn rồi. Quá đã. Quá im. Cô chú anh chị ơi, mặt nè. Nè, ngon không? Im chứ. Hết ý luôn ha. Đó. Quá đã đi. Rồi, cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị cũng cho tôi săn bắt á. Xin đi kiếm nữa ha. Đó, đi kiếm nữa. Còn nếu mà có gặp ổ ghim nữa thì sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị xem ha.
Còn không có thì cô chú anh chị cũng cho Tư săn bắt á. Xin kết thúc video luôn ha. Cũng hẹn cô chú anh chị và các bạn gần xa những cái video tiếp theo nữa ha. Có lẽ là mình đi bắt một chuyến này về đi đặt lương lại tiếp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thương Tư săn bắt thì cô chú anh chị ủng hộ cho Tư săn bắt ha. Thương Tư săn bắt cho Tư săn bắt xin một like và một buổi chia sẻ của chú anh chị đó. Mình về mình đi đặt lương mình chia sẻ cho cô chú anh chị xem ha. Rồi bây giờ cũng chào cô chú anh chị và các bạn gần xa luôn nha.